Bấm record chưa? Bấm rồi. Cứ vào trận là tôi bấm à. Bạn bảo trời nắng chang chang này toàn 10, 11 rưỡi 12 giờ mới đi ăn, mà bảo đi ăn từ nhà tôi đi bộ ra nhà bạn ăn cơm xong đi về. Thôi, chịu. Ăn được miếng cơm chắc chết. Giữa ví dụ trời mùa đông thì còn đỡ, nhưng trời mùa hè như kiểu đấy thì không được. Căn bản là cái sự nó đang tuyển với cái nhà ăn nó là xa quá, cái xưởng gần thì nó lại phun người rồi. Nhiều người người ta đi phỏng vấn hôm đầu tiên thấy nhà ăn xa quá là không nghĩ. Mấy ông mà nghỉ bên ca bên chuyên tôi nghỉ bên Canon ấy qua đã xin làm ấy. Mấy ông kể là vừa xin vô đi làm được đúng hôm đầu tiên đi ăn sao thôi thôi Thôi. hôm ấy, đúng 12 giờ đi ăn cơm luôn. Ông bảo anh kể với mày nghe chứ đúng 12 giờ đi ăn cơm, đi ra đi xa tít đồ mù, tưởng tượng như là trời nắng chang chang đi ngoài mang ô đi tầm 10 phút ăn được miếng cơm, đi về 10 phút nữa Học cả máu rồi. và thôi hôm sau cũng nghỉ luôn. Ôi, chỗ này khai rồi đó. Không sao ông nghỉ luôn nữa. Hôm sau là thầy không thấy có mặt. Ông quyết đoán thế nhỉ? Bạn đánh bài chưa? Chưa biết, chưa biết. Có con quỳ gần à? Kizana hay chơi Kizana nhỉ, xong đấu dài hơi này, nhưng mà có cái quả hình hình nộm lãng du vẫn cũng ngon bạn, có chọn quá. Có ra dần hai. Rồi lấy quả hình nộm lãng du đi, ui Bẩn ăn xong đấu luôn, nghèo. ăn xong đấu luôn bạn ơi. À. Tôi có ra dần hai bạn anh ạ. Tao bảo đánh xong đấu rồi bạn còn ga rèn cái mắt nòi nữa. Có con cọc con hai này, Gửi bạn này. Không nói nhiều. ngon lúc này cũng có cái song đấu, nhưng mà đấy là cái song đấu dài hơi không phải là ấn. Chỉ là bổ trợ thôi. Đó lấy cái này phải ngon không à. Tôi có ngôi nhà ma ám ấy, nhưng mà tướng tôi chả có con chi u linh nữa. Ôi giời bạn ơi, có cả bạc với tam ken lại, bạn lấy cái nào? Cho ba thôi, anh ba được ạ. Lấy con gì? Bạc à? Ba thôi, ba. Cho bạc với tam ken thì lấy bạc thôi, lấy bạc thôi. Bài tôi bài kiên nhẫn học tập mà bạn. Tôi vứt con cọc mò nhá, để lại con tam kích rồi nhá. Ôi, quả này lại làm quả Quizana nắc rồi. Chết với cậu. Ôi bạn ơi, thằng này mạnh quá bạn ơi. Thằng này cũng mạnh lắm bạn ạ. Con ba còn bạn hai hai sao các bạn ạ. Bốn hai sao. Ôi trời ơi. Chịu bạn ạ. Tôi từ chối đỡ. Thằng của bạn chưa là cái gì nữa với thằng tôi gặp. Ngoài trận đi tính ra một trận của tôi là được mấy nhỉ?
tôi được 4 kinh nghiệm, 4 đến 5 kinh nghiệm. Ngon phết đấy. Bạn ạ. Thôi từ từ để thua cái, để tôi lấy cái trượng lắp cục đao cho nắc. I go where the trouble is. Ôi, tôi lại gặp thằng bạn bảo mạnh. Nó mạnh thật bạn. Giờ được đúng con thuộc rồi. Bài bọn ba tướng hay sao thì đánh không được. Nhớ rồi. Tụt ạ. Bài bọn em bài kinh lắm. Cùng. Ơ thì cái này ngon đấy. Trượng đâu? Tôi cần ủa vậy. nhưng mà con Quintana kia không lấy trượng đã. Nó là bất kia nào vậy đây. Pistatona. Lát luôn vô cực cho nắc nhỉ bạn nhỉ. Cũng được, vô cực cũng được. Về xoay thằng con trong đấu luôn đấy hợp lý. Ôi trời ơi, tôi giờ gọi xin được ra này khó chơi thế bạn này. Bạn ơi ra gọi xin được ra, bạn lấy chít không để tôi bán này. Bán chít đi, bạn nghĩ tôi nên đánh xin được ra không biết rồi. Bài còn cung. Tôi có một con bạc nha bạn ạ. Ừ, tôi giữ bạc thôi. Lâu lắm thì chơi sạc vật tư ạ. Thất bại được con 5 con 1 là răng cảm giác khỏe ấy nhỉ. Ôi, oh, đang thua, cứ thua rồi lên cấp. Ôi, bọn đông. Đông mà thằng kiếm sang cứu của chị ở bên phạm. Một con kia nhỉ, không có ra thu nhỉ. Đây tôi có một con một da su này bạn lấy không? Da su su chân đủ form. Đang thua thì lại thắng, đỡ đời. Cazo rồi bạn. Ở Nakazo là vừa không có tiền vừa không có tụi rồi đuổi rồi. Tôi thì có tiền nhưng mà không có tiền chữa. Gửi bà đây bạn. Bạn lấy cái nào? Gửi con bà đây tôi. Bạn lấy cái Chưa. Nào? Bạn lấy cái nào không? Có gửi luôn, gửi luôn, gửi luôn. Hình như sao sau, sao sao sau mới có. Bạn nghĩ sao tôi một sao. Quần đào đẹp luôn.
Đây rồi bạn ơi. Đây rồi bạn ơi. Bạn nhìn quả bạt hai con đào của tôi đấy. Đấy nhá. Cứ nuôi bạt đấy. Có mọc này, Tôi có chơi đâu. mọc kéo liên quan bài thôi, tích lại tiền tí là dồn quy dân là Đấy, tôi đánh xin được ra với cả liên quan đến bài thôi. Thằng này lịa với tôi nhé. Thằng nên bóc phe một luôn con bạt hai của tôi đó bạn ạ. Bạn ạ. Thằng này rất may mắn đó. Bóc phe một luôn bạt hai rồi. Hai con đào Hắn đẩy ra cho tôi một cái gậy phép mà tôi lấy luôn. ngon nhỉ, này mình cái giáp ạ, bẩn thật. Ui giờ này ai thèm giả hấp huyết nữa. Không ai chơi như thế cả. Texture hóa ra bọn có chiêu. À bọn ấy chưa bắt Pizana Giờ quy dân á còn hot như đợt trước rồi mà bạn. Nớp rồi. Ui bài của mình vẫn mạnh lắm bạn ạ. Bạn đợi tí bạn ơi. Thua Ô chết rồi, à? thua. Quét bài tôi nhanh Đánh lắm. đi. Không hiểu kiểu gì quét bài tôi nhanh lắm. Bài à bài bốn bốn bắn kìa kìa. Có cả anime à. À. Cái này khó nha. Tôi sẽ thắng, không nói nhiều. Tôi cũng thua. Trời ơi, bây giờ ra được con Yasuo là tự tin luôn đó, nhưng mà nó chưa ra. Con cặp này thế. Ui gặp thằng này khả năng thắng được này. Ui thằng này sắp Yasuo 3 rồi, sao bạn cũng cầm Yasuo nữa, thằng nào mình không có một con Yasuo nào. Ôi toang rồi. Rồi, win rồi, thắng hoa được là win. Win không bạn ơi? Tôi win rồi. Rồi có Nhanh một bạn bạt ơi. hai thôi. Ui dồi. À con bạt của bạn. Ôi bạn ơi. Hay có bạn đấy. Đừng Chết. mượn tiền. Vina, Vina. Nè, bọn Pizana không để ý con Pizana đâu. đang còn có xin được ra giờ đó bọn không để ý đâu. Sao thằng kiến tập con Pizana rồi bạn? Thằng kia đang định hốc quả định mệnh ý. Không có đâu bạn ạ à. Tôi biết là đang đánh năm định mệnh mà. Mô lấy con Pizana. Ừ, trời. Tướng bốn vàng đang đạo tặc có trang bị thành phần Bốn vàng bạn. đây rồi. Con tướng gì đây là ra con Annie.
một con Gana đã bạn ơi. Bạn thấy con bạt tôi tỏa sáng đúng lúc nha. Uy tín, uy tín, uy tín. Bạt đánh phải thế, úi giờ sủ bà bạn ạ. Ui, giờ số 3. May mình lên được con. Ôi, tôi gặp luôn, vừa bóc tem một ra xù, tôi gặp luôn giữa bạn. Ôi, sao thằng này nó lên 7 rồi vẫn còn 50 tiền này bạn ơi. Tôi còn 50 tiền nguyên này bạn ạ. Ôi trời, ném tam định mệnh rồi là liệt luôn đấy bạn ạ. Và một khi mà đã bà đã được nổ máy rồi thì cũng chả liệt lắm đâu. Cũng chả liệt lắm đâu bạn ạ. Bạn thấy không? Nếu tướng muốn vàng mà muốn vàng hình như tướng muốn vàng mà muốn vàng. Bạn lấy Kizana nữa không? Tôi gửi luôn cho không bạn bị được đi xin. Tôi gửi tiếp cho bạn con Kizana nữa này. Ừ. Đi phú. Vậy có một con bạc này. Cứ giữ lại. Lên hai gửi tôi. Ừ, lên hai nữa. Tí nó lên 7 tự nhiên nhảy ra thêm một con Izeria. À. Bạn thấy con bạc của tôi uy tín nhá. Quá uy tín. Điểm 10 chất lượng. Bạn phải cuộc đào khắm thật đấy. Một con Quizana đã bảo lấy rồi ngon nhỉ. Được, bên tôi toàn ra Quizana rồi bạn ạ. Giống từ nãy giờ tôi gửi cho bạn đúng đủ 3 con Quizana đấy bạn ạ. Đây, qua giao này tôi trả lên Quizana 3. Từ từ mà gái, bài đang nhiều máu mà. Ờ. Đủ lõ này. Ừ, rồi. Cái xa bây giờ bạn cứu làm gì à, đang góp vui tí mà. Bạn nhìn thấy con bạt của tôi cứ lên qua hai chỉ số là ném có thấy tay đâu mà. Ui bạn ơi, có nên lấy trứng không nhỉ? Tôi đang phân vân giữa tuyển nhân sự với lại triệu gọi ấy. Tôi nghĩ tuyển nhân sự nó hợp hơn với tôi bạn, tại vì tôi sẽ nhét được 4 xạ thuật sư đấy đấy đó. Đấy form đẹp luôn, đẹp form luôn. Bạn ơi, bên tôi Kizana sắp lên 2 rồi bạn ơi. Bán đi bạn ơi. Bán đi một con à? Ờ, bán hết đi. Ờ, có chi tí tôi gửi tôi tự cung, tôi tự cung. Một con nó lên rồi.
Bạn lấy cái lõi gì á? Tuyển nhân sự à? Tôi tưởng bạn đánh trứng. Tôi định lấy trứng nhưng mà sợ chết trước khi lấy trứng lắm. Chết đang được 7 máu, trời ơi, anh ơi, tao xin mi đã. Không nhìn máu à? Thôi cút luôn ra đi rồi, AC2 rồi đây này. Cháu ơi, thằng kia mạnh như vũ bão nhỉ, lên AC2 kìa. Đấy, 70 máu của bạn đấy. Không, tôi gặp AC2 thôi. Đây rồi. Hay ra ra Bạt can kìa. cũng ngon này. Ui, một trong ba con đều ngon luôn. Nói nhỏ muốn nghe thấy bạn nhỉ? Có gửi rồi này, bạn cần mua hơn chưa? Đi đi đi. Đi à? Ok. Chiếc ta là của tôi sắp lên 3. Bạn để tôi chịu đó. À, nhà tôi xin được ra rồi. Bộ Ui, sẽ thằng đọc này mạnh ấy. tôi luôn. Ui, cái dây kè này lại hợp với con A xe các bạn ơi. Đúng rồi đó. Ý ông ơi. Ra cửa ba. Bọn bắt đầu trả tiền rồi. Ra rìa này bạn ơi. Ừ? Ra rìa. Yên đầu chứ. Thôi tôi cũng chuẩn bị phi thẳng lên 9 rồi bạn. Hợp lý thì lên 9 kem vào. Quá Và quá tôi lên à, 8 thôi. không, mà tôi lên 7 thần thoại ấy chứ bạn, 7 thần thoại Tôi bốn lên sao thật 8 sự và luôn đấy. Thần chín có khi còn bắt easy cho bạn. Tôi chỉ lên được 8 thôi, bài này lên 9 khó lắm. Ui, không mất máu rồi này, trời ơi. Ôi trời ơi, thằng này gần chết thì chết tôi đi, lại còn kéo theo. Gần chết thì chết luôn. Nên có vẻ cân bằng đó bạn. Bạn lên con chip 3 đấy là cân bằng đấy, tôi thấy. Nhưng mà chip của bạn lại đang lại cầm bò lu. Bạn bị đớ à?
lúc nãy đập cái gõ cái đầu kia ra ra mỗi cái blue thì bây giờ không nhắc cho con đấy thì nhắc cho con gì. Chít cầm bò lù luôn. Bàn của tôi lên hai cho bạn. Chưa ui bạn tối đầu kia xuất ấn. à, thích ấn à. Ôi đang ấn cảnh vệ. Ui ấn lỏ này thích ba bạt thoát lên 3 rồi bạn này, chờ tí bạn này. bạn bạn thấp hai chưa? Thấp lên hai chứ lên ba. Tôi thì lấy được cho bạn cái tướng 5 vàng này bạn này. Cái kia vương miện chiến thuật với trang bị ánh sáng không đủ tiền này. Thôi gửi tướng 500 nhé. À kia, ông tự cả chơi. Đây rồi. Tám phong đấu bạt hai bạn ơi Luôn bạn ạ. Có một con nó mà chưa lên, chả nhẽ tôi này cô lên luôn. Ô, chơi cấp bách chưa dùng đến này cô. Đúng không anh? Bạn lấy xe rồi. Có dê này, có dê này. ngon Được ra hai chúng tôi này. ôi ngon luôn, Được Nico rồi lên nha. hai luôn. Ôi tôi biết được bạn đúng cái búa xèn rồi tôi cũng. Ờ Ấy, máy nhân bản bạn ơi. tại máy nhân bản à, Bạn lấy không? thôi được Thôi tôi biết lấy bạn cái búa rèn máy nhân bản. gì á. Bạn này cô lên hai tí để mà lên cô ly xin nữa. Lên hai nhưng mà chả có ấy bạn ạ. Bà ra xe nha, bà ra xe nha. Anh ấy nguy hiểm nha, a xe nha. Thằng cái ba con a xe đã lên rồi nha. Ít máu ấy. Bà ra xe anh ấy. Nghe không anh? Thằng kia bắt cả xe cả Lydia kìa. Tôi Ông có bắt đánh cái bản thôi Lydia nhỉ. đâu. Tôi đánh Lydia đâu bạn. Ôi bài này khỏe quá. Đá xe 2 nhưng mà không bằng bạt 3 được. Chưa, chưa còn đâu, chưa còn. Bạt 3 là đẳng cấp khác rồi. Hai là một ấy nhưng mà lên 3 này cấp khác ạ. Ui cái cung xanh, à mặc cung xanh cho con Izia lại không hợp lý. Không, để tôi nhặt cung xanh cho. Tôi cung Được. xanh cho cái xa bạn ạ. Ừ. Thôi lấy cái cuồng đao bú tạm được nè. Đó. Còn chip. Gứa đang bảo cho chít Izia tí kiếm đồ nào đẹp đẹp lắm. Không bẩn ra đúng không ạ? Ui ai xe bà à đâu Bạn bị đớ à? thằng kia đang cầm một con này. Ôi còn có hai con nữa thôi. Thằng kia mà chết là nó lên AC3 đó bạn ơi. Toàn thế nhá. Toàn á. Để tôi đi kiếm một xe Không tôi bắt. sao, tí nữa chết là anh em mình run túm. Bên đây tôi mù easy rồi, bạn lấy easy vào.
Ôi thằng Nghe ngục. này chơi ra ra cam hai bốn thần bốn xạ thuật tư chứ thần thắng luôn luôn nghiêng về bốn xạ thuật tư bạn biết đâu ạ. Thằng kia không kịp nổ trứng đấy. Quan trọng là phải dồn kiếm a xe rồi bạn ơi. Chết rồi. Ôi thằng ấy có cái chết mình không dãy được một dao vậy. Không thấy ao xe bạn ạ. Yên đầu thật. Yên đầu thật đấy. Thằng kia đang có một mớ vàng nó chưa xóa kìa. Con Thế bạn thằng kia hơi ngu. ăn muốn lên chín rồi là cũng chả rõ. Nói chung nếu mà Ô, đỏ máu thì anh em mình hai vẫn con vẫn rồi. Hai con rồi. Thằng kia đang lên cầm hai con rồi. chưa bạn bình tĩnh lại một con nữa anh em cố gắng lấy đỏ máu và đi đi. Ôi. Đẹp thế nhở. Đây rồi, đó không bạn ơi. Ôi. Ôi dồi ôi, sao bạn không ăn được thằng kia bạn ơi. Ăn mấy thứ gà quạt bắt chết luôn con đấy. Cô thôi. Ô. Thiếu một con nữa, thiếu một con nữa. Không ra, không ra. Không ra. Không ra. Không ra. Đừng ra. Đừng ra. Nhập cái xa tôi nha bạn nha. Không ra. Cái xa ấy. Tôi cũng được con nào bạn ạ? Bó tay bạn ơi. Lốc cả multi food của tôi lên rồi thôi. Food rồi bạn ơi. Bạn win ở đâu á? Khả năng win được. Cố lên tôi cầm cự được có mấy lâu rồi đó. Xong chưa? Khả năng là bị bạn đi rồi răng á. Ôi rồi. Ui. Đừng ra, đừng ra. Ừ. Bạn có cây xa hai không À bạn? bạn, có bạn à? Có bạn đây, để tôi lấy câu một cái. Nhưng mà Cây chưa xa có gửi hai bạn cơ đây. mà, cây xa hai mà. Cái sao bây giờ tôi kiếm một cái lấy câu lên này. Không Không ra, ra, không không ra, không ra, ra, không không ra, ra. không ra, Hết tiền rồi. không ra, không ra. Ui. Ôi bạn ơi, không kịp. Ôi thôi, không hết tiền rồi. Anh ơi là anh ơi. Cuối cơ. Cút luôn rồi. Nhỡ ơi tưới ạ. Nhỡ ơi. Nhỡ ơi tưới ạ. Đó 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 bạn ơi. Đó 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 đó. Nhưng mà tôi không 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 lại được bạn lắm bạn ơi. Thằng ơi, sai xa, sai xa, sai xa, sai xa, sai xa, sai xa. Ôi trời ơi, không ra bạn này. Không ra bạn ơi. Không ra. Bạn còn gửi không? Không. Trời ơi. End game luôn. Bạn 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 cố trụ thằng đấy đi, có khi là tôi liếm được thằng đấy đó.
Ôi thôi thôi thôi, ăn cứt rồi. Xét bốc thẳng mồm rồi. Không ăn được, không ăn được. Mày tôi bài đam mà, hắn cậu vắt cả chết luôn. Ấy bạn ấy, bạn ấy, một tí là thôi. Ui rồi ôi. Không được. Không được bạn ơi, con đã xem ba kìa. Trời ơi.